vì sao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên bị khởi tố. Ông Nguyễn Thanh Tuấn đã thẩm định, đề xuất cho chuyển nhượng, cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với công ty cổ phần Yên Phước khi chưa đủ điều kiện, không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý tài nguyên khoáng sản để công ty này khai thác than trái phép với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi bất chính. Ngày 27 tháng 12, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, TN và MT, tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Ngô Quyết, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Phú Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên. Ban Bí thư kết luận, ông Nguyễn Thanh Tuấn và ông Nguyễn Ngô Quyết đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Vi phạm của ông Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Ngô Quyết đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Trước đó, ngày 13 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và hai công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, Điều 360, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Việc bắt giữ này để phục vụ công tác điều tra vụ án vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên, mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Yên Phước, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đông Bắc Hải Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố hình sự số 50 ngày 25 tháng 8 năm 2021. Quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10 ngày 13 tháng 7 năm 2022. Tiếp đó, ngày 10 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Ngô Quyết, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Phú Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 1, Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ngày 18 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, Điều 360 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ông Nguyễn Thanh Tuấn đã thẩm định, đề xuất cho chuyển nhượng, cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với Công ty Cổ phần Yên Phước khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý tài nguyên khoáng sản, không đôn đốc, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về khoáng sản đối với Công ty Cổ phần Yên Phước, dẫn đến Công ty Cổ phần Yên Phước đã khai thác than trái phép tại mỏ Minh Tiến với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi bất chính. Liên quan vấn đề này, trong các ngày 20 và ngày 21 tháng 12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 24, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh, một số sở, ngành, Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, thị xã, ban quản lý các khu công nghiệp và cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý, thực hiện các dự án đầu tư công, quản lý khu công nghiệp, các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, một số cán bộ bị khởi tố, bắt tạm giam. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, một số nội dung khó khắc phục, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên các nhiệm kỳ 2010-1-2016, 2016-2021 và các đồng chí Dương Ngọc Long, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nhữ Văn Tâm.
nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Tuấn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời, khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, khiển trách các đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Quang Tiến, Tỉnh Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Minh Quang, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Hoàng Đức Khánh, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, Hoàng Thái Cương, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Thành ủy Sông Công, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phan Thành Hà, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Ngô Quyết. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan.